Rồi em mời chị vào. Vâng, Thành Nguyên chào chị. Chị chào Thành Nguyên. Dạ, chào chị đã đến với kênh của Thành Nguyên. Trước tiên thì chị cho em hay nào, ngày hôm nay chị đến từ đâu và chị đi cùng ai? Chị đến từ Tân Phú Đồng Nai. Tân Phú Đồng Nai ạ. Cũng xa hai chị ha. Chị đi với bạn. Dạ, chị đi cùng bạn. Vâng. Rồi từ Đồng Nai mình xuất phát từ lúc mấy giờ chị? Đi từ khuya á, từ 11 giờ á. 11 giờ đêm ha. Đi xuống đây là sáng. Rồi mấy giờ là mình có mặt đây? 5 giờ. 5 giờ. Dạ. Thấy các chị cũng vất vả, đường xa xa xôi. Nhưng mà có như thế thì Thành Nguyên mới thấy được cái tấm lòng của các chị. Và qua đó thì cũng thấy được cái sự nghiêm túc của mình trong cái vấn đề này. Dạ. Trước tiên thì chị giới thiệu về bản thân giùm Thành Nguyên xíu nào. Chị tên gì, rồi bao nhiêu tuổi và công việc sao hai chị ha? Trước đó thì chị cũng xin chào cộng đồng mạng, chào anh chị em trong nước ngoài nước, dồi dào sức khỏe. Mình tên là Nguyễn Thị Thu Nga. Dạ. Sinh năm 1973. Dạ. Chị Nga hiện tại là đang làm công việc gì hả chị? Chị kinh doanh bên thời trang. Thời trang quần ha. Áo. Hèn gì mà em nhìn chị bước vào là em đã nghi nghi rồi. Dạ. Em có thấy trong cái bản cam kết mà chị Nga điền thông tin vào đó thì chị nói rằng là chị sinh năm 71 nhưng mà thực tế là... Chế bị lầm lộn. À. Lộn. Do hồi đó không biết nhỏ, không biết sao. Gia đình kê khai sao. Vâng. Trong giấy tờ là 71 hay gì ha? Nhưng mà thực tế là 73. Vâng. Ngày xưa thì cái chuyện mà năm sinh rồi này kia thì cũng lộn xộn lắm. Đúng rồi. Bây giờ lục lại không có cái giấy khai sinh luôn. Mới sinh làm lại được. Dạ. Chị Nga cho em hỏi là chị có thường xuyên xem kênh của Thành Nguyên không ạ? Cũng có xem qua. Dạ. Chị có nhận xét như thế nào? Chị nói cảm nghĩ với Thành Nguyên xíu nào. Chị thấy cái kinh này á, thì đến rất là thật. Cho nên chị muốn giống như lên cái kinh này để tìm một nửa của mình để cho sống cho nó thật. Dạ. Chứ còn bên ngoài thì cũng nhiều nhưng mà khó chọn lắm. Cái tình trạng hôn nhân của chị Nga là như thế nào? Chị ly hôn hôm nay là 4 năm. Dạ. Nhưng mà trước đó là cũng không hạnh phúc, chị cũng là một cái đơn ly hôn nữa rồi. Ly hôn trước đó là 2018 cũng có một cái đơn ly hôn. Dạ. Sau đó chị giống như tha thứ để người ta có sửa đổi được hay không. Cũng cố hàn gắn vậy gì con. Dạ. Nhưng mà cuối cùng không được. Có nghĩa là tái hôn. Nhưng sau đó rồi lại ly hôn lại. Ly hôn lại. Vâng. Có thêm một đứa bé. Đứa bé nó còn mới có 5 tuổi thôi. Vâng. Thì hiện tại thì chị ba đứa con. Hai đứa lớn thì nó cũng ở bên nội. Dạ. Còn một đứa nhỏ thì nó ở với chị thôi. Đứa nhỏ 5 tuổi hả chị? 5 tuổi. Vậy là chị chia tay chồng là được 4 năm nay. 4 năm. Rồi trong khoảng thời gian 4 năm vậy thì chị có tìm hiểu thêm ai khác không? Người ta cũng có, nhưng mà chị cũng không có để ý. Tại vì mình thấy nó khó quá. Chứ nó lên lợi mới, con còn nhỏ nữa. Cũng chưa có nghĩ. Dạ. Còn bây giờ nếu mà mình thời gian nếu mà giờ muốn lấy chồng thì phải lên cái trên này cho nó chắc ăn. Dạ. Thì thật sự là cái khi mà các chị đi với một cái quãng đường xa như vậy đó thì Thành Nguyên rất là cảm kích, bởi vì là qua đó thì Thành Nguyên cũng đã nói rồi, Thành Nguyên thấy được cái sự nghiêm túc của mọi người đó. Qua cái clip này của chị Nga thì Thành Nguyên cũng nói luôn là có một số cô chú anh chị mà cứ xem rồi thích một cái nhân vật nào đó trên kênh của Thành Nguyên mà cứ ở nhà nằm trên giường rung đùi rồi xin số làm sao được. Đúng rồi, với Thành Nguyên cái đó thì cho không được, bởi vì Thành Nguyên phải xác minh danh tính rồi phải lên đây mình biết mặt biết người mình đúng ở rồi. Đâu chứ rồi người ta cũng nhìn thấy mình rồi. Như thế nào cả. Dạ, đúng rồi. Người ta mới kết được cái chuyện trăm năm nó cũng rất là quan trọng. Dạ. Ai cũng sợ hết. Nhiều khi cũng có nhiều người sợ rồi người ta cũng lên đây. Vâng. Chị cũng vậy, tâm lý thì
bây giờ mình ra được, mình quen, mình lấy lại thì nó có, nhưng mà không có thật được. Đúng rồi. Cũng vì cái lý do đó mà Thành Nguyên mới lập ra cái bản cam kết này. Cái bản cam kết này thì Thành Nguyên cũng nói khá là nhiều trên những cái clip khác rồi. Thì Thành Nguyên cũng xin nhắc lại chút xíu, là vì trong thời gian vừa qua, các cô chú, các anh chị đó có cái nhu cầu tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Thì qua đó thì Thành Nguyên cũng thấy được cái sự cần thiết, và Thành Nguyên cũng lập ra cái bản này để Thành Nguyên xác minh một số cái điều, cũng như là có một số điều khoản mà Thành Nguyên lập ra. Thì cái thứ nhất là về cái tình trạng hôn nhân của chị Nga, thì chị đã ly dị ha, thì mình sẽ đánh dấu vào. Và cái thứ hai là khi mà lên ghi hình trên kênh của Thành Nguyên, thì Thành Nguyên hoàn toàn được phép sử dụng của các cô chú, các anh chị để làm cái tư liệu. Cái thứ ba nữa là không được yêu cầu Thành Nguyên gỡ cái clip này trong bất cứ cái hoàn cảnh nào. Ha. Và bằng cái văn bản này đó thì các chị cũng sẽ đồng ý với những cái điều khoản mà Thành Nguyên nêu ra. Và những gì mà nói trên kênh của Thành Nguyên tất cả đều là sự thật và không có cái điều gì là gian dối. Và nếu như có thì các chị sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về cái hậu quả pháp lý mà việc cam kết nêu trên ở trước pháp luật ha. Thành Nguyên thì Thành Nguyên chỉ làm cái nhịp cầu nối thôi, là cái người ghi nhận thôi, chứ Thành Nguyên không có chịu trách nhiệm về những cái điều mà các anh các chị nói trên đây. Và bằng cái văn bản đó thì Thành Nguyên cũng muốn là các chị ký tên ở dưới này để làm cái bằng chứng. Nếu như chị Nga mà đồng ý ký tên thì Thành Nguyên sẽ tiếp tục cái cuộc ghi hình này ngày hôm nay. Còn nếu không thì Thành Nguyên xin tạm dừng lại. Thì ý chị sao? Đồng ý. Vậy thì chị ký vào giùm Thành Nguyên ha. Thành Nguyên làm những cái điều này thì cũng tất cả vì tất cả mọi người thôi. Ai tới đây mà cũng thật lòng chia sẻ như vậy đó thì đối phương của mình người ta cũng sẽ yên tâm hơn. Nó hết mực hả chị? Hết mực. Ok, để em lấy viết khác chắc. Rồi được. Ok. Chắc chị ký tên họ tên giùm em. Chắc cái viết đó nó thấy chị rồi nó ngờ bà hay sao? Dạ. Dạ, rồi em cảm ơn. Cái công việc kinh doanh của chị Nga là tại nhà mình luôn hay là mình thuê tiệm hay gì ha? Tại nhà. Dạ, rồi chị Nga chia sẻ cho em chút xíu về cái mức thu nhập của mình nè, mức bình quân đó. Hồi mấy năm trước đó thì nói chung buôn bán nó cũng khá. Nhưng mà mấy năm nay chợ nó dời đi thì buôn bán nói chung nó cũng đứng lại. Thu nhập thì nó cũng chậm thôi, nó cũng không có nhiều. Nhưng mà cũng đủ trang trải nuôi con, nuôi bé. Vậy thôi chứ cũng không có gì khá lắm. Nhưng mà cũng đủ sống. Vì vậy. Hai đứa con đầu của chị bây giờ là lớn nhất là bao nhiêu hả chị ha? Lớn nhất là nó 23, nhỏ là 20. Thằng kế là 20, còn đứa bé là 5 tuổi. Hai con của chị có thường xuyên qua thăm chị không? Có, thằng lớn thì nó cũng qua lại, nó nhiều khi đi đâu thì gửi nhà coi, gửi cái shop nó coi giùm. Còn nhỏ thì đang học ở Sài Gòn. Vậy ha. Vâng. Ok, thì bây giờ em sẽ vào cái vấn đề chính nha. Ngày hôm nay thì chị Nga đi với cái quãng đường xa như vậy tới với chương trình của Thành Nguyên thì chị mong muốn bày tỏ như thế nào tới cho các anh nào? Nói chung là bây giờ lên đây thì cũng tùy duyên, mà thì cũng muốn có được cái người nào đó hợp với mình. Thì một mảnh ghép còn lại đó thì mình sẽ tìm hiểu. Nếu mà được thì mình sẽ ghép đôi. Nếu mà ấy thì cũng tùy duyên thôi. Bây giờ cũng không biết nói gì. Cái độ tuổi của các anh thì chị mong muốn như thế nào? Từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Chắc có lẽ thì từ 50 lên từ tới 65 cũng được. 50 đến 65. Còn bằng hoặc nhỏ hơn chị thì sao? Bằng thôi, nhỏ hơn. Nhỏ hơn 1 tuổi thì suy nghĩ. Còn nhỏ hơn nữa thì không. Là không chịu đúng không? Không. Rồi thì cái công việc cũng như là cái hình thức, rồi là về cái điều kiện của người đó thì chị Nga có mong muốn gì? Nếu mà được cái người có nhà cửa ổn định, rồi công việc ổn định thì là được rồi, là đủ. Hơn nữa thì sống cái cuộc sống thì cũng phải có đạo đức, cũng có cái
tấm lòng yêu thương trẻ, tại vì chị cũng còn có đứa bé. Đứa bé đó thì nó cũng thiệt thòi, nó 5 tuổi rồi mà hồi đó chị sanh non nó, giờ nó cũng chưa có nói được. Cho nên là nó cũng rất cần cái người hiểu một chút. Vâng. Rồi sau này cái khi mà người đó kết nối được thành công với chị ha, thì chị tính sẽ theo anh về hay là anh sẽ theo về bên chị? Có thể là chị theo chồng cũng được. Ví dụ như là nhà đó thì sau này chị cũng để đó cho con nó buôn bán cũng được. Là để lại theo chồng. Để lại cho con buôn bán. Thì cái đó em nghĩ chắc là tùy duyên ha. Nói chung cái điều kiện nói thì mình nói vậy, tùy duyên. Duyên đến đâu thì mình tính đến đó. Rồi, chị Nga cho em hỏi này. Khi mà chị đang nuôi con nhỏ như vậy đó, thì sau này nếu như mà các anh mà về với chị thì chị phải mong muốn một người nào đó phải thương yêu trẻ con đúng không? Còn nếu như mà người ta không chịu thì chắc chắn là mình cũng sẽ không chịu hay đúng rồi, không được, tại vì chị hoàn cảnh nó đã ăn chị rồi, không thể thay đổi được, thì chị phải nuôi đứa bé đó. Nếu như mình hỏi cái điều này bởi vì là có một số người á, thì người ta có thể là thương mẹ thì là bế con, nhưng mà có một số người thì người ta không chịu, không chịu thì Thành mới phải hỏi cái vấn đề này cho rõ, ai phù hợp thì đúng rồi. Hãy kết nối, còn nếu không phù hợp thì thôi. Đúng rồi, ai phải hiểu được cái hoàn cảnh và cái sự đồng cảm thì nó mới sống được. Chứ còn mà nếu mà người ta miễn cưỡng thì không thể, thì ngay lúc đầu mình cũng không có ép người ta được. Đúng rồi. Chị Nga có phân biệt vùng miền không? Ý em đang nói đây là chị có thể về làm dâu ở miền Trung, miền Bắc hay là những vùng xa hơn? Nói chung là được trong miền Nam thì vẫn tốt. Tại vì chị thì không có quen ở ngoài đó. Nhiều khi mình cái cuộc sống nó cũng không có thích nghi, và cái ví dụ cái sự ăn uống hoặc là cái này nọ mình nó sợ nó không có thích nghi với người ta. Được như vậy thì tốt hơn, nói chung là như vậy. Nhưng mà cũng có thể nhiều khi mấy anh đó ở ngoài đó nhưng mấy anh đó vô trong này thì vẫn được, ok. Vì trong cái quá trình mà Thành Nguyên phỏng vấn á, Thành Nguyên đưa cái clip lên á thì rất là nhiều người ở ngoài miền Bắc kết nối trong này. Nhưng mà người ta cứ hỏi Thành Nguyên rất là nhiều cái câu hỏi đại khái vậy. Là bây giờ có chịu về làm dâu hay là làm rể đất Bắc không? Thì là một cái câu hỏi cũng khá là hay. Cho nên là ngày hôm nay thì Thành Nguyên hỏi cái điều đó. Thì nhiều khi hợp duyên thì mình cũng đâu biết được. Đúng rồi, có khi thì nói như vậy chứ nhiều khi nó hợp duyên và nó hợp cái hoàn cảnh, hợp cái sự buôn bán kinh doanh gì. Có thể mình ra ngoài đó mình có thể mình đứng mình kinh doanh cái gì đó với chồng thì cũng được. Còn có nhiều, nó nói chung là không phải là tuyệt đối. Nhưng mà nó cũng tùy theo cái hoàn cảnh nó hợp với mình thì được, cũng không có cái gì phải gọi là không được. Nói như vậy thôi. Nhưng mà vẫn ở trong này thì vẫn tốt hơn, nếu mà ở đấy gặp có duyên ở ngoài đó thì cũng phải chịu thôi. Thì nói vậy thôi. Cái điểm mạnh và điểm yếu của chị Nga là như thế nào, chị chia sẻ cho Thành Nguyên xíu nữa. Điểm mạnh của chị á là làm kinh doanh ok, làm nghề làm tóc vẫn được. Nói chung là nghề tay trái vẫn nhiều thứ, kinh doanh là nói chung là cái điểm mạnh. Bất cứ cái điều gì chị vẫn làm kinh doanh là giỏi. Còn cái điểm yếu thì hay quên rồi. Bên cạnh đó có con nhỏ vậy thôi, nó cũng hơi bận bịu vậy thôi, cũng không có gì. Thật sự ra là cái điểm mạnh của chị đó thì trong cái thời buổi bây giờ đó, đó là một cái lợi thế. Bởi vì là cuộc sống bây giờ nếu như mà mình không có nhạy bén, mình ra kinh doanh hay này kia mà không có nhạy bén thì cái sự thất bại là đúng rồi. Tất cả. Đúng rồi. Nhưng mà cái điểm mạnh của chị như vậy đó là một cái lợi thế mà em nghĩ rằng là mình có sống ở cái vùng miền nào đó nào cũng được, đúng rồi. Miễn chỗ đó, thí dụ như mình về cái chỗ bên chồng mình kinh doanh mình vẫn ok. Nói chung là sẵn đó mình cứ việc mình cứ tiếp nói như vậy thôi. Nói như vậy cho nó dễ, tại vì mình là
kinh doanh nó cũng quen rồi, buôn bán. Ok, thì những cái tâm tư, những tình cảm của chị Nguyễn Thị Thu Nga ha, đến từ Đồng Nai, thì mình chúng ta ghi nhận ở đây. Thì không biết có cái điều gì đó mà Thành Nguyên chưa hỏi mà chị Nga muốn chia sẻ thêm nữa không ạ? Thôi như vậy thì cũng được rồi, mình chia sẻ gì cũng đủ rồi. Vâng, những cái ý kiến thì Thành Nguyên cũng đã hỏi rồi. Những gì cần chia sẻ thì chị Nga cũng đã chia sẻ. Thì sau ngày hôm nay thì Thành Nguyên sẽ đăng tải cái video này lên. Rồi nếu chị Nga thì cứ chờ thông tin thôi. Nếu như có anh nào mà thấy chị Nga dễ thương, dễ mến mà thấy phù hợp thì cứ đến gặp Thành Nguyên, rồi Thành Nguyên sẽ tặng cái video này. Dạ, cảm ơn. Thì cuối chương trình thì chị Nga có cái điều gì đó muốn nhắn nhủ riêng tới cho các anh cũng như là cho tất cả quý vị đang xem chương trình của Thành Nguyên vài điều mà. Thì trước hết thì chị cảm ơn Thành Nguyên cho chị cái chương trình này. Thì cũng xin chào anh các chị trong nước ngoài nước. Thì ai có duyên thì thấy Nga được thì cứ kết nối với Thành Nguyên. Sau đó chị cũng cảm ơn cộng đồng mạng, cảm ơn anh em, cảm ơn Thành Nguyên. Không có gì. Thì em cũng chúc cho chị thật được nhiều sức khỏe trong năm mới. Và Thành Nguyên cũng hy vọng rằng là biết đâu được Tết này mình sẽ nắm được bàn tay của một ai đó hay gì ha. Đúng rồi, nếu là được vậy thì cũng vui mà. Thì vui chứ, bởi vì là mục đích của mình tới với chương trình này là mình chỉ có tìm đó thôi. Đúng rồi. Nói về tóm lại là chỉ có nhiều đó muốn cái vui thôi. Nhưng mà em cũng phải nói với chị Nga một điều là mình khi mà đến với chương trình của Thành Nguyên á, không phải là riêng chương trình của Thành Nguyên mà tất cả chương trình thì mỗi con người đều có một cái số và một cái duyên. Đúng rồi. Cho nên là không phải là ai tới chương trình của Thành Nguyên cũng đều thành công ngay lập tức. Đúng rồi. Cái đó thì cũng có nhưng mà tùy duyên của mỗi người. Thì nếu như mà chị Nga mà có duyên sớm thì Thành Nguyên vui, nhưng mà nếu như mà có chưa có bây giờ mà nhiều khi có trễ hơn chút xíu thì cũng được mà nhá. Đúng rồi. duyên từ từ cũng sẽ tới. Ok chị Nga, thì tinh thần cứ vậy ha. Rồi sau ngày hôm nay thì Thành Nguyên sẽ cho chị Hay những cái có thông tin từ một anh nào đó. Rồi cảm ơn nghe nha. Em cũng chúc cho chị sang năm mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và an khang thịnh vượng ha. Rồi chị cảm ơn quý thưa vị, thì những gì chị Nga cần chia sẻ thì quý vị cũng đang nghe, và những gì cần hỏi thì Thành Nguyên cũng đã hỏi rồi. Còn bây giờ Thành Nguyên cũng xin được tạm dừng video tại đây và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành trong một Thành Nguyên. Cũng như thường lệ, quý vị khi xem video đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông kế bên để không bỏ lỡ video nào mới nhất của Thành Nguyên đưa lên nha quý vị. Rồi, em chào chị Nga nha. Dạ, chào Thành Nguyên. Chúc Thành Nguyên năm mới đầy hạnh phúc và vui vẻ. Dạ, cảm ơn chị nha.